Trước hết, trong phần đầu tiên, cô muốn giới thiệu với các con về khái niệm thế nào là xây dựng cốt truyện. Nắm được cốt truyện là một chuỗi sự việc, nhưng xây dựng một cốt truyện mới là việc ta phải tưởng tượng và tạo lập một cốt truyện. Tất nhiên, ở trình độ lớp 4 của các con thì tất cả sẽ có một gợi ý cho trước. Yêu cầu thứ hai, muốn xây dựng một cốt truyện thì các con cần phải lưu ý. Thứ nhất, con phải lựa chọn lý do xảy ra câu chuyện. Thứ hai, diễn biến của câu chuyện đó như thế nào? Và thứ ba, kết thúc câu chuyện ấy ra sao? Một trong những điều rất rất cần lưu ý, đấy là việc con phải tạo tình huống cho chuyện. Đây là một chi tiết rất hay, đòi hỏi sự tưởng tượng và sáng tạo của các con. Nếu không có những tình huống cho câu chuyện như thế này, câu chuyện của các con sẽ trở nên nhàm chán và nhạt nhẽo. Người ta còn gọi đây là cao trào cho câu chuyện. Để xây dựng được tình huống cho câu chuyện, con sẽ lựa chọn những chi tiết độc đáo, thú vị, gay cấn. Những chi tiết này được đưa vào trong truyện để cho nhân vật bộc lộ rõ hơn về tài năng, về cá tính hoặc phẩm chất. Như vậy, đây sẽ là điểm nhấn cho câu chuyện. Đây sẽ đẩy cao yếu tố bất ngờ cho câu chuyện để tạo nên cao trào cho câu chuyện. Cô lấy ví dụ để các bạn hình dung về tình huống trong câu chuyện nhé. Ví dụ, trong câu chuyện mà các con đã khá quen biết, đó là chuyện Trí khôn của ta đây. Câu chuyện này có một tình huống, đó là cọp tò mò muốn xem trí khôn của con người.